Rồi, đây căng lên vào. Đó, vô. Đấy, đây là cái căn phòng mà Vũ và anh em team đã lắp đặt. Đây là căn phòng mình đã hoàn thiện bàn giao cho khách hàng, không phải là Vũ mà là team của Thiên Vũ. Và cái với cái căn phòng này, người phụ trách và trách nhiệm chính là bạn Hạnh, bạn hay review về cinema cho các bạn, là người cùng với khách hàng phối hợp trao đổi về nắm về nhu cầu, nắm về về sở thích rồi bố cục căn phòng, là Hạnh và anh Phương là hai người trao đổi với nhau để làm ra căn phòng này. Đấy, thì tổng căn phòng này thì đầu tiên thì Vũ sẽ chia sẻ các bạn về cái hệ thống loa trước. Sau đó mình sẽ nói về hệ thống những cái vách tường cũng như là một số cái trang trí. Tại vì cái cả căn phòng này là Vũ làm về luôn cả chức năng của phòng, như là nó là một phòng đã nhà hoàn thiện rồi. Và nó không có sử dụng, nó là nền sơn trắng. Sau đó Vũ làm lại hết, cải tạo lại để đổi màu sơn cho nó nhìn nó giống cinema tí xíu. Rồi thêm một chút đèn xíu cho nhìn cho giống karaoke tí xíu. Đấy, nhưng mà nó vẫn không bị quá và nó không bị mất đi một cái phòng giải trí chung của gia đình, nó vẫn nhẹ nhàng các bạn ha, nhưng mà nhìn vẫn rất là sang. Rồi, thì đầu tiên nói về hệ thống loa thì nhu cầu của anh Phương Khánh không thích quá nhiều loa ở trên đây, nên mình sẽ làm là loa là chọn là IC38 và cũng sử dụng là loa karaoke 2 kênh, cũng như là tận dụng làm loa phân left và right là IC38.
Với series này thì nó rất là đặc biệt ở cái điểm là phần là SPL rất là cao nè, độ đẹp nè, nhìn nó thẩm mỹ nè, độ hoàn thiện của sản phẩm cũng rất là cao nè các bạn. Và cái chất âm là cực kỳ tốt luôn, đánh ở cái mic low rất là tốt mà trong cái hạng mục column ở thời điểm hiện nay đó. Ngoài ra mình kết hợp với lại Mission, thì đây là cái loa center thì dành cho xem phim. Và đây là hệ thống tủ máy, các bạn thấy không, nó rất là gọn gàng, hầu như không có dây nhợ, mình đã đi rất là chỉnh chu. Và phần tủ này là phần tủ khách đã có sẵn và mình bố cục nó lại như là không để cho dây nhợ mọi thứ nó phải vướng va và rườm rà. Cái bố cục mình muốn là nó gọn gàng nhất. Mình cũng gắn thêm cái phần led xanh này cho khách hàng cho nhìn nó cinema tí, tại vì trong quá trình mình quay đây là mình đang còn bật đèn các bạn. Còn nếu mình tắt đèn các bạn nhìn sẽ cinema hơn, tắt đèn khi mình xem phim đó. Rồi, và mình kết hợp với là cái súp MF3. Con súp này vẫn là theo Vũ đã được khoảng tầm 3 đến 4 năm vì nó rất là hay trong tầm giá, về công suất, về chất lượng âm thanh, về độ đẹp cũng như là độ gọn, của nhỏ gọn của nó và công suất nó đáp ứng được, nên nó vẫn theo anh Vũ nó bây giờ là nên là MF3 như là của SE Audio Technic thương hiệu của Đức, được thương Vũ trọng dụng rất là nhiều cho khách hàng. Và đến bây giờ hầu như là như Huy có review là chưa thấy bảo hành cái nào đấy đâu mọi người ha. Rồi, ok. Rồi, đây là hệ thống 5.1 thì nó sẽ có luôn cả hệ thống surround và vẫn là Mission. Ở đây chúng ta có thể chọn hai option, một là surround tam diện, hai là loa như thế này, nhưng mà khách thì thích cái loa mẫu này hơn. Thứ nhất là về treo góc độ nhìn nó cũng vẫn rồ, nhìn nó vẫn chuyên nghiệp hơn. Đó. Và các bạn lưu ý cái chỗ là khi mà mình treo surround á thì khi mà chúng ta có nhu cầu á, chúng phải nắm rõ là surround chúng không nên để ở bên ngang tai mà chúng ta phải lệch tai một xíu các bạn, tức là phải ở phía sau của cái tai, hai cái tai của mình tí xíu, tại vì hiệu ứng nó sẽ đi từ phía sau các bạn ha, chứ không phải là surround chúng ta sẽ treo ở bên này và treo bên này thì nó sẽ là bị sai nha các bạn. Trường hợp nào chúng ta cái môi trường, cái không gian nó không tạo điều kiện cho chúng ta để mà lắp đặt á, thì chúng ta có thể chấp nhận thì chúng ta vẫn nghe được hiệu ứng, nhưng mà để mà chuẩn và tối ưu hóa trải nghiệm hơn á, thì chúng ta nên lắp như thế này. Và vị trí này thì nó sẽ có một điểm yếu, Vũ chia sẻ luôn, Vũ rất là thoải mái vấn đề chia sẻ. Thì điểm yếu của nó là nghe những cái tần số, ví dụ chép mà những cái dãy tầng cao thì nó sẽ không được rõ và sắc nét. Nhưng mà đối với căn phòng này khi mà đặt vậy thì mình sẽ tăng cái cường độ dB nó lớn hơn, thì khách hàng vẫn nghe và cảm nhận được vị trí âm thanh nó đi từ đâu, thì cái bộ phim vẫn trải nghiệm vẫn tốt và đáp ứng đầy đủ cho các bạn ha. Ok. Rồi, đây là mình nói về surround. Thì ngoài ra cái căn phòng này là 5.1.4 thì trong đó sẽ có 4 loa Atmos, gọi là Selling, là loa âm trần đó các bạn. Các bạn thấy loa âm trần không? Loa âm trần mình cho khách hàng biến thành quả cầu hết. Đây là loa các bạn, mỗi cái quả cầu như thế này là một cái quả địa cầu, mặt trăng hay là kim sao, sao kim gì đó, thì tất cả mọi thứ là đều là muốn thẩm mỹ căn nhà mình giấu đi cái loa, mình tận dụng nó lại mình làm quả địa cầu. Các bạn nhìn phối chung với lại cái trần sao nhìn rất là đẹp đúng không các bạn. Cái này chỉ có mình Vũ làm được thôi, còn cách làm thì đương nhiên cách làm như thế nào thì Vũ sẽ không chia sẻ. Và cách làm này thì sẽ không gây cản trở cái sóng âm cho đến cái âm thanh xuyên qua cái màn loa nha, không hề gây nha các bạn. Thì cái này các bạn phải đến showroom Thiên Vũ, các bạn phải cầm sờ các bạn sẽ hiểu tại sao Vũ lại chia sẻ như vậy ha, chứ không phải là bị che hay bị dán lên như thế nào hết cả đó. Rất là đẹp các bạn. Và cái trần sao này của Vũ cũng là team Vũ cũng là người làm cho khách hàng luôn. Nói chung là về nguyên cả cái căn phòng này luôn, cả về màu sơn mình cho tông nó tối lại một tí xíu đó. Rèm thì rèm của khách hàng cũ nè đó. Rồi, ok, như vậy là Vũ đã chia sẻ các bạn về những cái hệ thống loa về âm thanh Atmos, thì có thể là nghe nhạc được nè, karaoke ở cường độ lớn được nè, và xem phim được luôn nè các bạn. Coi như là ba chức năng và loa cũng rất là tinh gọn đấy các bạn ha. Rồi, thì đối với căn phòng này thì ban đầu nó hơi vang, thì bây giờ mình sẽ nói về những sơ về cái căn phòng này. Thì mình đã làm cái căn phòng này, mình cho nó sử dụng đây là một chất liệu, nó như một bông hút âm các bạn. Nhưng mà các bạn nhìn đi các bạn, thì nhìn nó cái màu, nó giống như một cái bút chì vẽ các bạn. Nó là sợi lông và nó rất là đẹp đó, và nó rất là nhẹ. Và đặc biệt nhất á, chính là thi công rất là nhanh và không tạo ra mùi hay là bất kỳ thứ gì cho căn phòng khi setup. Nó hầu như là khi mình setup xong là khách xài luôn rồi các bạn, nó không có mùi. Nó không có mùi, không gây ảnh hưởng sức khỏe cho đến khách hàng. Và mình hay gọi nó gọi là chất gọi nôm na gọi là poly các bạn. Thì cái bông này nó có nhiệm vụ nó sẽ triệt tiêu và
tránh bị phản xạ âm cho cái phòng không bị vang. Các bạn thấy Vũ đang nói chuyện trong căn phòng này, tiếng rất là ngọt, các bạn thấy không, nó không có bị vang đấy. Đó là vấn đề là những cái tấm này xử lý. Thì đối với cái tấm này Vũ xử lý là sử dụng là hai mặt, mặt trước và mặt sau, và tông màu là màu đen có sợi vải. Bạn có thể zoom cận cảnh được cái chất liệu cho khách hàng coi chỗ này các bạn đó. Đấy các bạn, chất liệu thấy không đó, rất là mềm đấy, bạn thấy chưa đó, rất là mềm đó, cái chất liệu nó như vậy đấy. Rồi các bạn nhìn xa ra nhìn nó rất là đẹp, khi mà đèn đánh vào nó giống như là một những cái sợi dây carbon nha các bạn. Nó tương nhìn nó giống carbon, nó không phải carbon nha, mình ví dụ cho bạn hình dung những cái sợi mà nó mắc xích với nhau đó, như carbon vậy đó. Đó, rất là đẹp, nhìn nó chỉnh chu. Rồi đó, rồi sau đó cái phần này thì mình sẽ sơn lại cái màu tối tối tí xíu cho khách hàng, tận làm thêm cái lon đèn này để mình trang trí phòng cho khách luôn. Và rất là đơn giản và rất hợp lý về chi phí và giải quyết về âm thanh. Các bạn nhìn cái tranh này, các bạn đừng đơn giản chứ là ngoài việc là nó mang góc độ là trang trí cho khách hàng, mà nó có thể là tiêu âm một phần âm để những cái vang góc nha các bạn. Ở đây là vang góc nha các bạn đó, tranh. Và Vũ rất là thích tranh, những cái loại tranh này, nên mình muốn đưa cho khách hàng sử dụng những loại tranh này đó. Đó, màu sơn rất là đơn giản. Còn đây là rèm màn các bạn, đây mình sẽ mở xem các bạn xem, nó rất là sáng đấy. Rồi mở cho bạn xem đó, các bạn thấy chưa đó. Nhưng mà mình đang quay video nên mình sẽ đóng màn lại để cho màn đấy. Đây là trời đang sáng nha các bạn, rất là nắng luôn, nhưng mà nó không, cái phòng này vẫn giữ được độ tối vừa vừa, nó không bị, nói chung là do cái tấm màn này nữa đấy. Bên đây cũng vậy, góc này cũng vậy, mình cũng cho một cái tranh đó để trang trí cho khách hàng luôn. Cái tranh này cũng là team là làm cho khách hàng, cũng tư vấn ý tưởng bố cục. Và cái tranh này không phải là tranh phim, mà tranh này tại vì khách hàng đang là nhà, không phải là một cái rạp hoặc là một phòng mà chuyên phim 100%, nên mình phải cân bằng cái chuyện này lại, nên mình để cho khách sử dụng những tranh này thì nó rất là thẩm mỹ. Và cái chất liệu tranh này nó hút âm nha các bạn, nó ở mặt tiền phía sau nó là dạng sợi lông, và mặt sau của nó là bằng giấy. Và thật đây là gia đình nên Vũ chỉ làm đơn giản như vậy, các bạn thấy nhìn cũng đẹp rồi, và nó cũng có mang lại tính chất hiệu quả về xử lý âm. Và nhưng mà để nói đúng hơn á, thì cái tranh này á, các bạn có thể làm dày hơn. Và thường quy tắc những cái tranh này để hút âm tốt hơn, chúng ta sẽ không để cho nó có khoảng không, và mình sẽ làm mặt nền một bông bu ly hay là gì đó, bông hút âm của loa, nên các bạn dễ hình dung, dễ hiểu đó. Còn này cũng vậy, này cũng Vũ cũng làm cho khách hàng luôn, vì thích cái góc này là thích cái màu bút chì. Nhưng mà đây là hình ảnh, mình tìm cách để mình làm nó có kiểu nó hơi giống bút chì tí xíu đó, hơi các bạn, hơi giống thôi. Nhưng mà cái việc này mình làm ra, khi mình in ra nó cũng là một chất liệu lông, các bạn thấy nó giống như kia kim tuyến các bạn, nó y chang như kim tuyến vậy đó. Đó mà thấy không, nhìn rất là đẹp. Và ở đây có một cái đèn tập trung tông tối. Và cái bức này á, là khi mà chỉnh lại, lúc mà Hạnh chỉnh cái bức này lại, Hạnh có làm tối đen mờ cái phần này lại, cố tình nha các bạn, Hạnh cố tình làm tối đen cái mờ này để cho nó phù hợp với cái background này, để cho nó khi mà đèn đánh xuống thì nó sẽ rất trọng tâm và nó có một hình cầu vòng của bức hình đó, chứ không phải là cái đèn nó đánh được như vậy nha các bạn. Đây là một cái do hình một phần nữa các bạn, hình ở phần đây tối, nhưng mà do tông này tông nền đen nên các bạn thấy vào thì các bạn sẽ không nhìn ra, nhưng mà nhìn ở ngoài các bạn sẽ thấy hơn đấy. Ok, đơn giản như vậy thôi. Rồi như vậy là cả căn phòng thì luôn cả bộ ghế cũng vậy, khách chọn ghế nỉ các bạn, chọn ghế nỉ. Cái bàn này không phải nha các bạn, cái bàn này bàn tạm thôi các bạn. Ở đây là một tấm thảm và ghế là ghế nỉ. Và những cái này trong cái căn phòng mà hát karaoke hay là bạn xem phim đó, nó sẽ giúp cho Vũ cái tốt về cái mặt âm học trong cái căn phòng này, nó dở bị phản xạ và nghe tiếng nó sẽ ngọt ngào hơn, nó bị rền súp hay là ù súp hay là bị hú vì bị feedback. Thì đây là những cái cách mà mình làm cho khách hàng, nó ngoài tận dụng xử lý âm phòng không phải quá gì quá cầu kỳ, mà nó tận dụng những cái đồ nội thất, những cái đồ trang trí để mình làm ra một căn phòng nó không bị thiên về quá kỹ thuật, mà cũng thiên không bị dở quá về cái góc độ âm thanh đó, để mình hài hòa. Và cái bộ ghế này khách làm theo nhu cầu tư vấn của bạn Hạnh đó, để cho khách hàng có hệ thống âm thanh nó hay nhất. Mà phòng này âm thanh rất hay, chút nữa mình sẽ mở cho các bạn nghe đấy. Đó, như vậy là Vũ đã review sơ về cho các bạn về căn phòng
đèn đốm rồi là các bạn cũng đã đều làm cho cái này hết luôn, cả trần sau rồi các bạn. Bạn ngồi cái trần sau đi. Đây để mình tắt đèn cho các bạn coi trần sau nha. Rồi. Đó. Ok. Bạn thấy không? Đây là khi mà mình tắt đèn, đây là đèn dành cho trần sau. Đó, lâu lâu có cái sâu băng nó bay ngang qua một cái. Đó. Và nó đang ở trên trần này gọi là trần thạch cao nha các bạn, chứ không phải là trần làm bằng tấm nha các bạn. Nó là thạch cao. Mình tận dụng làm luôn. Mình đổi nó thành trần sau nên nhìn nó cũng rất là cinema. Đó. Ok. Như vậy là các bạn đã xem tổng quan về cái căn phòng mà Vũ giới thiệu cho các bạn. Ngoài sử dụng những một số vật liệu không màu không mùi để xử lý âm, thứ hai là tận dụng cái vấn đề tiêu âm đó làm vật trang trí, thay đổi vách, thay đổi màu cho khách hàng, mình đề co lại rồi mình thêm bổ sung vào vài thứ để cho căn phòng nó hoàn thiện hơn, mà rất là đơn giản và mức kinh phí nó rất là hợp lý và nó đủ những cái tiêu chuẩn kỹ thuật cho một gia đình có một phòng giải trí xem phim, nghe nhạc và karaoke bài bản và rất là cao cấp các bạn ha. Tất cả dòng này là những dòng rất là cao các bạn, luôn cả IC38 là dòng được Thiên Vũ bán rất là nhiều luôn. Và khách nào thì do nhu cầu khách chỉ muốn sử dụng TV thôi, chứ thực ra phòng này các bạn với cường độ sáng như thế này nè các bạn, thì các bạn có thể chơi được máy chiếu vô tư luôn, 120 inch vô tư luôn nha các bạn, nhưng mà do khách chỉ muốn xài TV thôi. Đấy, đèn LED ở cái bàn này cũng làm thêm cho nó cinema xíu. Rồi ở trên đây cũng vậy. Cái rèm này ở các bạn thấy ở đây nó phần trắng sáng ở ngoài đang sáng, không phải là ánh sáng của ngoài đâu nha các bạn. Cái phần trên này là do Vũ đi thì Vũ nhờ anh em đi thêm một khoảng dây LED để có một phần khi mà tắt đèn nó có những điểm nhấn ở trong cái căn phòng này, nhìn nó vẫn sang và nó hoàn thiện hơn. Ở trên là LED hắt xuống nha các bạn. Đó. Đơn giản thôi. Ok. Rồi, ok, như vậy là Vũ đã giới thiệu xong cho các bạn một căn phòng. Ai, giới thiệu các bạn một cái góc nhỏ này rất đơn giản nè. Đây là cây, một cái cây giả. Nó trang trí và này là của khách hàng các bạn. Và góc này đặt rất hợp lý nha. Cái cây lá này nè, nó nằm ở góc này nè. Ở đây là tường đó các bạn. Ở đây là poly, nó đã hút âm rồi, nhưng mà tường này nó vẫn phản xạ âm. Nên việc mà có cái những cái lá, những cái tảng lá thế này nè, nó sẽ thứ nhất là về mặt trang trí. Cái thứ hai là những cái cây này nó sẽ giúp về cái mặt nhốt âm trong cái góc này, nó sẽ hay hơn trong việc trong âm thanh của căn phòng. Đó, ngoài ra thì vị trí này thì nó sẽ có một khi một cái kệ rượu vang. Một cái kệ rượu vang ngang tầm mình đây thôi, nó giống như cái lavabo rửa tay thôi. Thì ở trên đây chúng ta để ly, để mâm, để lấy rượu. Còn dưới đây một cái tủ kiến, và tủ kiến này là phải là màu tối, kiểu màu đen trà các bạn, nó nói chung là màu tối các bạn. Và nó hắt đèn lên nữa thì cái góc này nó sẽ rất là đẹp và nhìn nó rất là sang. Thì thật ra các bạn thấy một tổng một cái căn phòng như thế này nó cực kỳ đơn giản, một vài vật tư, nhưng mà quan trọng là mình lên ý tưởng, mình lên bố cục cho nó hài hòa, nó hợp lý là thành một phòng rất là đẹp và rất là sang rồi. Như vậy đây là một phòng giải trí gia đình mà với ngân sách vừa ok, vừa đẹp và vừa đầy đủ chức năng cho khách hàng của mình luôn. Ok, nếu các bạn xem cái video này mà thích, các bạn thấy những gì mà Thiên Vũ đang làm cho khách hàng, thì các bạn liên hệ đến để được Hạnh hoặc là những các bạn team mình tư vấn. Và đối với những các bạn nào mà đang sử dụng hay đang xây mà đang chưa biết làm gì trong căn phòng này, các bạn có thể liên hệ đến bên mình sẽ hỗ trợ và tư vấn cho mọi người nha. Nếu video mà mang lại nhiều chia sẻ hay cho các bạn thì đừng quên bấm like và share kênh Thiên Vũ để mình có nhiều động lực. Mỗi cái mà mình làm xong mình có thời gian để mình dành, mình quay, mình chia sẻ đến cho tất cả các bạn xem cái kênh của Thiên Vũ, để mình có thêm kiến thức và mình làm cho mình một cái phòng giải trí cho gia đình nó chuẩn nhất, nó đẹp nhất và giá thành nó hợp lý nhất và nó hài hòa nhất cho giữa người dùng và luôn cả về góc độ kỹ thuật và âm thanh. Ok, và bây giờ mình sẽ xin vài ý kiến trao đổi của anh chủ, và mình không có chuẩn bị trước nha các bạn, mình sẽ đi xin và cho ảnh đánh giá xem là team Thiên Vũ làm thế nào. Và sau cái video này là mình sẽ kết thúc video tại đây. Nhờ các bạn cameraman cho khách hàng nghe thử và trải nghiệm phim và karaoke nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye. Trời được yêu mãi nhau người ơi.
yêu em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió có sóng ở đây, có tiếng buồn lầy có là buồn gầy, dù xa đi nữa tôi vẫn yêu em. À, giờ anh Phương có thể cho chia sẻ cho em thêm là không biết là mấy bạn làm anh có hài lòng hay là có những vấn đề hay anh cần góp ý gì tụi em gì không, anh có thể chia sẻ thoải mái cho anh. Nói chung thì trước giờ mình có cái phòng trống, mình cũng ấp ủ cái ý định là làm một cái phòng giải trí xem phim nghe nhạc cho gia đình. Thì lúc đầu cũng hoang mang lắm, không biết là kiếm cái đơn vị nào mà mình có thể đặt niềm tin vô. Thì cũng tìm hiểu thì thấy công ty Thiên Vũ cũng làm nhiều công trình. Thì cuối cùng mình cũng thôi đánh liều chọn thử, thấy không? Thì trong cái quá trình nói chung mới khởi công ngày đầu tiên thì mình gặp sự cố sức khỏe. Nhưng mà thấy anh em làm cái ngày đầu tiên thì cũng yên tâm, đặt niềm tin thôi mình cứ nằm trên phòng mình nghỉ ngơi cho anh em làm. Thì bất ngờ thì thấy anh em làm, tuy rằng từ chủ doanh nghiệp cho tới mấy anh em thợ rất là trẻ tuổi nhưng mà để ý những cái chi tiết rất là nhỏ là mình rất là bất ngờ. Thì có những cái chi tiết mình không có nghĩ tới, mấy anh em vẫn tư vấn làm nó rất mất công. Nói chung là rất là hài lòng. Thấy sản phẩm thì nó là ok đó, còn sau này thì nó phát sinh cái gì đó thì chưa biết. Hiện tại thì rất là vừa lòng. Rồi đó, cảm ơn công ty Thiên Vũ đã coi như là hết mình vì cái ý nguyện của mình, cái đạt được cái thành phẩm, cái thành quả như ngày hôm nay. Cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chọn tụi em. Em mong là trong thời gian tới anh trải nghiệm thì nếu mọi thứ ok thì anh sẽ giới thiệu cho tụi em nhiều thêm khách hàng của bạn anh hơn nha. Dĩ nhiên rồi. Dạ, còn trong quá trình sử dụng thì anh cứ có vấn đề cần hỗ trợ thì bên em sẵn sàng kêu hỗ trợ cho anh. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh Phương. Dạ.